hôm nay 14 rằm tại chùa Tư Đàm đóng ghê chứ. Bước trà trực mặt chùa là một cái giàn chim, người ta chơi chim buổi sáng đóng nhá. Chùa Tư Đàm. Dạ, em vui xin chào tất cả mọi người. Ngày mới em chúc tất cả bà con luôn vui khỏe. Cùng em thăm Huế ngày mới. Sống bánh đây. Ngày hôm nay ngày 14 cho nên là tại chùa đang có lễ cúng chùa Tư Đàm mọi người. Xe cổ khá là đông. 14 tháng 9 đó. Lại rằm nữa rồi. Một năm cứ thế mà trôi qua. Ở đây có khu học chờ. Chờ này chờ kia chờ kia hàng. Đây là đường Hậu Tiều này. Đường Hậu Tiều đi vô đó có cái chùa Linh Quang. Ngay cổng chùa là những cái cửa hàng hoa quả rau rạng. Đầu đường Trần Phú. Và chúng ta xuống dốc Bình Ngư. Dạ, Huế ngày nay nắng rực rỡ. Sáng sớm là nắng rồi à, nhưng ngày hôm qua cũng nắng nhưng mà sớm ra thì ấm u. Trời từng chừng đó mưa đó. Không mưa. Ở đây anh chờ nè nè. Mày mê ngồi học chờ vâm rạ. Còn ngày hôm nay thì sáng sớm đã thấy nắng gắt rồi. Dạ, theo dự báo là những ngày ní là Huế sẽ mưa lớn trở lại đấy. Dạ, vì ngày như ngày hôm qua là trên các cái hệ thống hồ đập thủy điện người ta cũng đã xả lũ đó, xả bực. Nghe dự báo những ngày tới là sẽ có nhiều đợt mưa lũ lớn nữa về. Dạ, chắc có thể là về muộn. Như ngày hôm nay Huế vẫn đang nắng, nhiệt độ vẫn dạ. À, ngày hôm nay Huế ngày 28 tháng 10 năm 2023. Dự báo thời tiết từ 24 đến 29 độ C nha mọi người. Bây giờ gần chờ mình người bây giờ. Bà con ngồi bằng hoa ngày rằm. Thì là một ngày nắng nữa. Con không biết chiều như răng. Dạ, trong bằng dự báo là chiều sẽ mưa. 7 đến 80% chiều này sẽ mưa. Cho nên là thời tiết tần rạo. Được giờ nào hay giờ đó đó. Mùa này là cũng nói tuyệt được. Dạ. Yeah. Sáng nắng chiều mưa mà. Trời, còn cảnh tối chưa. Rồi măng gánh đi bạn này, măng chi rồi ha. Đi gánh măng chi đi bạn mà hay rồi. À, măng mố đỏ. Không, măng đi ở mố về á. Bào. Dạ. Bào. À, là bào của bạn à. À, dạ. Hay chứ, làm cái đông cảnh hay chứ. Măng là bào về đó. Em ghi chụp hình ảnh. Hôm bà con thấy là lá. Hỏi thăm chút. Là bảo vô là người hình như dân tộc thiểu số. Người ta đi bán măng. Măng người ta làm rồi luộc người ta đi bán. À đây này này. Ôi trời ơi gần này. Măng măng măng. Không không hỏi thăm. Thấy là bảo là cái sân là bảo ở Quảng Trị đó. Người đồng bào thiểu số người ta đi bán. Dạ yeah. Cũng là tờ chờ trong đây đông. Đường Nguyễn Thiện Kế phía một bên cạnh sau của chợ Bình Ngư.
Dạ, thì tình hình thời tiết Huế mưa nắng thất thường trở lại đó. Nên sáng nắng thì bà con tuân thủ hàng chợ, ở chiều chưa biết như răng. Ngay dự báo thì có những cái đợt mưa lớn tiếp tục sẽ đến về Huế trong những ngày tới. Dạ, ngày hôm qua ba cái hồ thủy điện lớn ở Huế cũng đã điều tiết nước từ 1 giờ chiều qua. Dạ, ngày 27 tháng 10 để chuẩn bị đón đợt mưa lũ khác đó. Còn sáng nay thì trời quang mây tạnh, ra phố thì vẫn có nắng. Lúc này 8 giờ sáng, nhiệt độ khoảng 26 độ C, 27 độ C trên đường. Em đi đường Phan ra Bùi Châu đó mọi người. Thì chứ em quên nêu cái tên đường. Từ dọc Bình Ngự đi về là đường Phan Bùi Châu. Ra đây là ngã ba Ngô Quyền này. Đi thẳng thì sẽ ra ngã ba Lê Lợi. Con đường nhiều cây xanh mát. Bên những ngôi trường có kiến trúc lâu năm. Đó, nắng lên nhìn Huế rất là đẹp, đi trên các tuyến đường xanh. Còn mưa về thì buông rơi rơi. Dạ. À, ngắm Huế, thăm Huế, hỗ trợ sáng đi. Trường quốc học đó. Mưa lũ về thì chỉ sợ thương cho bà con ở vùng thấp trũng thôi. Dạ. Mỗi lần mà nghe lũ về là nghe ngoài đường là nghe lồi đó. Mưa lũ vất vả lắm. Mà có năm nào hẳn về đâu. Đến hèn lại lên. Nắng nóng, mưa lụt, mưa thì lụt. Dạ. Đây là lời để ngã tư Hà Nội, cầu Phú Xuân, thân quen. Xe cấp cứu người ta đi qua đường nghe rung rần quá. Qua Bắc Sông Hương mọi người. Chúng ta qua cầu Phú Xuân. Xa lù nhưng mà nước cũng không cao. Tại Sông Hương vào sáng đi nữa, chắc là nước cũng đã rút hết rồi. Bầu trời những ngày ni thấy rất là yên tĩnh luôn. Dạ. Giống như chuẩn bị một cái đỏ.
là mùa mưa bão thì rồi chúng ta đã qua đến Bắc Sông Hương, đi trên đường Trần Hưng Đạo về chợ Đông Ba. À, nặng vật vỡ luôn, nặng nóng thiệt chứ. 8 giờ nghe nóng nóng đó đó. Mưa lạnh nên nặng nóng. Mùa này ra đường thấy khách du lịch cũng ít ghê. À, Huế buông đó. Ngày rằm 14 thì trên tay bà con đi chợ về ai có cái hoa, cái quả để đỡ mong bà đó, tổ tiên hay là thờ cũng đừng đô mang. Yeah. Chợ Đông Ba. Yeah, và những hình ảnh ngày mới em gửi đến bà con hỗ trợ ở Huế. Hôm nay ngày 28 tháng 10 năm 2023. Dạ, vậy cùng dự báo thời tiết từ 24 đến 29 độ C. Huế có nắng buổi sáng. Dự báo chiều mưa mọi người. Dạ. Hy vọng bà con cùng em đi xem Huế ngày mới. Còn bây giờ em xin kết thúc video nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Khi xem mọi người đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới em cập nhật về Huế nha. Dạ, một lần nữa em xin chúc tất cả bà con mình luôn luôn vui khỏe, bình an trong cuộc sống. Vui xin chào, hẹn gặp lại mọi người.